40 lao động bơi qua sông trốn khỏi casino ở Campuchia, hiện công an tỉnh An Giang đang khẩn trương điều tra những người liên quan trong vụ 40 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia. Ngày 21 tháng 8, công an tỉnh An Giang cho biết đang củng cố hồ sơ tài liệu để bắt giữ các đối tượng có liên quan trong vụ 40 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam. Những ngày qua dư luận vẫn chưa hết xôn xao về việc hàng chục người bất ngờ xông ra từ casino ở Campuchia rồi lao thẳng xuống sông Bình Di, liều mạng bơi về bờ Việt Nam là người trực tiếp hỗ trợ cứu hàng chục người an toàn vào bờ ông lê bình hổ khóm tân khánh thị trấn long bình huyện an phú an giang vẫn nhớ như in cảnh tượng ngày 18 tháng 8. Khoảng 9 giờ 45 phút ngày 18 tháng 8, ông Hổ đang chuẩn bị đi làm thì nghe bên kia sông, ấp Chreitum, xã Sempeupon, huyện Cao Thom, tỉnh Cang Đan, có tiếng la hét đánh nhau và nhanh chóng hàng chục người đã từ trên bờ nhảy thẳng xuống sông bơi về bờ Việt Nam. Thấy vậy, ông Hổ Tri Hô cùng hai người khác và chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 số 21 thuộc đồng biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang dùng phương tiện ra ứng cứu kịp thời, đưa tổng cộng 40 người, 35 nam, 5 nữ vào bờ an toàn. Tuy nhiên trong lúc bơi qua sông, một nam thanh niên đã mất tích sau đó phát hiện tử vong. Còn một người khác thì bị người của casino bắt lại. Bước đầu, những người này khai trước đó do tin vào những lời chào mời hấp dẫn tuyển lao động làm việc tại Campuchia với mức lương từ 700 đến 1.000 USD một tháng trên mạng xã hội nên họ đã xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Họ được đưa về làm việc ở Casino Rick World. Công việc hàng ngày là làm game online lên các trang mạng theo sự chỉ đạo của Casino những người này phải làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi, không được trả lương. Điều đáng nói là họ bị buộc phải thực hiện hành vi lừa đảo, mỗi ngày làm việc 15 giờ hoặc bị bắn vào các sòng bài, bị đánh đập, tra tấn, đòi tiền chuột nếu muốn trở về Việt Nam. Không chịu được nên nhóm người này thống nhất bàn bạc tìm cách vượt biên giới về Việt Nam. Ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu, công an nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm mua bán người và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, vào chiều 20 tháng 8, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Lệ, 42 tuổi, và Lê Văn Danh, 34 tuổi, cùng ngụ thị trấn Long Bình để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Tại cơ quan công an, Lệ khai nhận từ khoảng tháng 5 năm 2022, Lệ được một người đàn ông không rõ lai lịch kêu tham gia đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam qua Campuchia. Lệ rủ Danh cùng tham gia đón khách đến bến sông bờ phía Việt Nam, giao cho Lệ đưa qua Campuchia. Lệ và Danh được trả công 100.000 đồng một người nếu đưa thành công qua Campuchia. Trước đó, Lệ và Danh đã đưa nhiều người xuất cảnh trái phép qua Campuchia với mục đích làm việc tại casino. Trong số 40 người trốn khỏi casino thì có 6 người do Lệ cùng Danh đã đưa xuất cảnh trái phép qua Campuchia trước đó. Như vậy Lệ và Danh sẽ phải đối diện với hình phạt nào? Liệu có còn những người thực sự đứng sau vụ việc này? Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Với mong muốn đổi đời nhanh chóng, rất nhiều lao động Việt Nam đã chọn cách vượt biên trái phép rồi chấp nhận di chuyển trên một chặng đường dài để đến nơi họ nghĩ là vùng đất hứa. Campuchia chính là nơi được nhiều người trao gửi niềm tin như vậy. Thời gian qua, trường hợp những lao động Việt Nam bị lừa sang Campuchia nhưng thực chất bị bóc lột sức lao động, bị đối xử bất công khiến dư luận không khỏi bàn hoàng. Mới đây nhất, sáng 19 tháng 8, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho hay, đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú vẫn đang tiếp tục làm rõ, xác minh nhân thân, la lịch của nhóm 40 người bơi qua sông Bình Di tại khu vực cửa khẩu nhằm trốn về Việt Nam. Ban đầu, nhóm này khai họ có tất cả 42 người cùng chạy thoát từ một sòng bạc ở Sampeupon, huyện Cao Thom, tỉnh Can Campuchia. Trước khi tới bờ sông, một người bị bảo vệ sòng bạc bắt trở lại, còn một người khác chưa rõ tình trạng ra sao. Những người này có quê ở gốc nhiều tỉnh, thành khác nhau. Qua khai thác nhanh, những người này khai nhận phần lớn họ đều xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới các tỉnh phía Nam. Sau khi sang Campuchia, họ làm việc tại các sòng bạc. Một số người khác trước đó đã làm việc tại các sòng bạc ở phía Campuchia do người Trung Quốc quản lý ở khu vực biên giới giáp với các tỉnh Tây Ninh, Long An sau đó họ được chuyển về sòng bạc ở xã sampeupon huyện cao thom tỉnh kandan hàng ngày những người này làm game online và lên các trang mạng xã hội theo sự chỉ đạo của quản lý là người trung quốc do làm việc quá thời gian quy định không được nghỉ ngơi và không được trả lương nên nhóm người này đã thống nhất và bàn bạc với nhau để tìm cách vượt biên giới về việt nam đến khoảng 10 giờ sáng ngày 18 tháng 8, nhóm người này đã tập trung tại một địa điểm đã thống nhất từ trước, sau đó chờ sơ hở của bảo vệ, họ đồng loạt chạy ra cổng sòng bạc rồi tìm cách bơi qua sông Bình Di để trốn về Việt Nam vào lúc trời tối. Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp với chính quyền địa phương và công an huyện An Phú tổ chức lực lượng tìm kiếm người mất tích và test nhanh COVID-19 đối với tất cả 40 người này, kết quả tất cả đều âm tính. Sau khi khai thác xong các thông tin ban đầu, đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp với công an huyện An Phú và chính quyền địa phương tạm thời chuyển 40 người về trung tâm giáo dục cộng đồng xã Đa Phước, huyện An Phú giúp họ ổn định tinh thần sức khỏe, đồng thời tiếp tục làm rõ. Trước đó tại Thanh Hóa, cơ quan công an cũng đã khởi tố và bắt tạm giam Trần Ngọc Trung trú tại thành phố Sầm Sơn, về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Theo điều tra, Chung đã đưa trót lọt 4 công dân vượt biên sang Campuchia qua đường Tiểu Ngạch tại tỉnh Long An. Được biết, đối tượng này đã từng làm việc tại sòng bài ở Campuchia. Đến nay, Thanh Hóa có đến 380 trường hợp công dân xuất cảnh lao động trái phép sang Campuchia. Trong đó, lực lượng chức năng đã xác định được 65 người bị lừa bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến, bị cưỡng ép lao động, cưỡng đoạt tài sản, khống chế, ép buộc thực hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Hiện nay, trên một số trang mạng xã hội vẫn đang tồn tại nhiều bài quảng cáo tuyển người đưa đi làm việc tại Campuchia với mức lương cao nhằm đánh vào tâm lý nhạy dạ cả tinh, mong muốn nhanh giàu, nhanh đổi đời của một bộ phận người dân thiếu hiểu biết. Thậm chí có đối tượng còn lập ra những bài đánh giá của một số người đã đi sang Campuchia làm việc và thành công nhằm đánh lừa các nạn nhân. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng xuất hiện một số bài viết của chính các nạn nhân đã sập bẫy, lừa đảo đăng lên mạng xã hội để cảnh báo người khác không nên đi theo vết xe độ của mình. Sau thời gian bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, thị trường đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đã có dấu hiệu hồi phục. 6 tháng đầu năm nay đã có 68.000 lao động xuất cảnh làm việc ở nước ngoài, trong đó khoảng 60% lao động sang Nhật Bản, 30% sang Đài Loan Trung Quốc, còn lại 10% sang các thị trường Hàn Quốc, Singapore, châu Âu. Tuy nhiên lợi dụng nhu cầu của người muốn đi lao động ở nước ngoài mà không phải qua các khâu tuyển chọn, đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề, nhiều tổ chức cá nhân đã dùng các thủ đoạn để lừa đảo, điển hình là chiêu thức dụ dỗ sang Campuchia làm việc nhạy lương cao. Thủ đoạn này đã nhiều lần được cảnh báo nhưng vẫn tiếp tục có thêm nạn nhân bị lừa đảo. 6 tháng đầu năm 2022, công an Việt Nam phối hợp với nhà chức trách Campuchia giải cứu hơn 250 trường hợp bị lừa đi lao động trái phép. Theo Bộ Công an, nhiều người bị lừa sang Campuchia bán cho các tổ chức đánh bạc, kinh doanh tiền ảo, bị bóc lột sức lao động, muốn về phải nộp 3.000 đến 30.000 USD. Các nạn nhân chủ yếu từ 18 đến 35 tuổi đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm thông qua mạng xã hội. Sau khi qua Campuchia, họ phải làm việc cho các tổ chức lừa đảo như đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo trên mạng, cưỡng ép làm việc từ 12 đến 16 tiếng một ngày. Không cho ra khỏi cơ sở, khi bị bắt kiệt sức, nạn nhân lại bị bán sang tổ chức khác. Bộ Công an cho biết thêm, các cơ sở cưỡng ép lao động cưỡng đoạt tài sản tập trung ở các khu vực như Bà Vẹt, tỉnh Ban Banteay, Chay, tỉnh Poipet, thành phố Sihanouk, Vinh, tỉnh Brea, Sihanouk, Traytrom, tỉnh Kandan và tại thành phố Phnom Penh. Bộ Công an đề nghị người dân cần cảnh giác trước các lời mời, gọi qua campuchia làm việc nhẹ lương cao không mất chi phí đi lại trước khi đi làm cần tìm hiểu kỹ về điểm đến nhân thân giới thiệu khi phát hiện thông tin về nhóm kẻ gian khi có dấu hiệu lừa đảo người dân cần báo ngay cho gia đình và công an nơi gần nhất để được hỗ trợ Ông Nguyễn Gia Liêm, cục phó quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng cho biết, thời gian qua nhận nhiều phản ánh về việc lao động bị lừa đảo sang Campuchia với chiêu trò việc nhảy lương cao. Đây đều là lao động phải đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được cấp phép trong nước mà đi đường bộ qua khu vực biên giới. Theo ông Liêm, Việt Nam và Campuchia có thỏa thuận hợp tác về lao động đảm bảo pháp lý cho lao động vùng biên và người đang làm việc ở lãnh thổ từng nước. Tuy nhiên, nhiều tổ chức cá nhân không có chức năng đưa lao động đi làm việc ngoài nước đã lợi dụng mạng xã hội, lập trang web, thông tin sai sự thật để lừa đảo, lao động đi. Ông khuyến nghị người lao động cần chủ động tìm hiểu thông tin, điều kiện quy định về tuyển dụng lao động đi Campuchia hoặc liên hệ với cơ quan quản lý lao động địa phương nơi cư trú để tìm hiểu thêm khi phát hiện thông tin về các đối tượng đường dây lôi kéo môi giới tổ chức đưa người sang campuchia làm việc nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo mua bán người cần thông báo cho người thân gia đình và kịp thời trình báo cơ quan công an để cơ quan chức năng kịp thời phòng ngừa ngăn chặn điều tra xử lý